Dạ vâng ạ, xin chào tất cả mọi người nhé và chào mừng mọi người đã đến với video tiếp theo. Và tiếp tục thì trong video ngày hôm nay thì em cũng sẽ lại lên cho cả nhà mình. Đó là một cái kiện hàng mới và như mọi người có thể thấy là hôm nay sẽ có xuất hiện với rất nhiều các mã hàng siêu phẩm. Và hôm nay thì sẽ có các mẫu của T-Shot này, Star War này, phiên bản của Invicta mọi người nha, GC phiên bản của nữ. Tiếp theo là các mẫu của Technot, rồi là phiên bản quân đội Nhật. Nói chung là sẽ rất nhiều các mẫu hàng siêu phẩm. Và mọi người yêu thích ở mã sản phẩm nào thì các anh chị có thể liên hệ đặt hàng theo số hotline và cũng là số Zalo của em. Đó là số 0858585 từ quý 2, hoặc có thể để dưới phần comment bình luận. Và đừng quên cho em xin các lượt thả like cũng như là các lượt follow kênh. Vâng, và không để mọi người đợi lâu thì em sẽ lên luôn với mã sản phẩm đầu tiên. Với phiên bản đồng hồ đầu tiên, em sẽ lên cho cả nhà mình ở mẫu này đi. Đây là một phiên bản Made in France, phiên bản của Pháp. Thương hiệu này là thương hiệu Ultra và được thành lập vào năm 1911. Đây là cái hộp, cái bóc của nó nha. Thì cái bóc của nó sẽ nguyên zin như thế này này mọi người này. Đó, được ở trong này thì các anh chị chỉ cần kéo cái ngăn này ra. Thì bên trong này sẽ có, bản này rất là mới luôn. Sẽ có thẻ này, sổ này, đầy đủ nhá. Nó còn có cả một cái logo biểu tượng của hãng thì phải. Những cái này nó kiểu dạng như một cái cúc bấm ấy mọi người. Đó, thì đấy là cái thẻ. Và đây, em cho cả nhà mình xem. Nếu như anh Nam nào mà mọi người thích ở các cái mẫu vintage ấy, thì các anh chị mọi người sử dụng sang ở phiên bản này. Đây là bản 3 kim và nó sẽ có hai ô cửa sổ lịch. Đấy, Made in France mặt này. Mọi người nhìn nha. Cái này là... Đây, em lau qua một chút xíu, nó không phải xước đâu ạ. Đây mọi người nhìn nha. Nó trải đều các cái đường vân luôn. Đó, trải đều đường vân nhá. Đây là núm này, mặt trước này, mặt sau này, Made in France. Đó. Với bản này thì Manufacture Ultra, tức là nó được sản xuất thì kiểu dạng như là cái công nghệ cao ấy mọi người. Tiếp theo nữa đó là Super. Super là cũng là kiểu cao cấp rồi nha. Khan, bộ máy của nó là bộ máy Khan 208. Đây là phiên bản dòng Day Date, tức là dòng 2 ô cửa sổ lịch. Còn về cái dây ấy, thì nó sẽ là một cái bộ dây lụa. Bản này thì em thấy nó mới lắm, kiểu như là mới chưa đeo luôn ý. Mẫu này thì sẽ có size mặt đó là size 38 và càng của mẫu này là 44. Đây như cổ tay của em nhá, là 16.5 này. Đó thì mọi người có thể đeo lên tay như thế này, rất đẹp, rất ôm tay. Cái này thì không cần phải mang ra ngoài tiệm để cắt mắt đâu, chỉ việc dịch chuyển theo đúng cái size tay của mình đến đâu thì mình dịch chuyển đến đó thôi. Và mẫu này thì em đang để cho cả nhà mình ở mẫu này đó là 1.950.000. 1.950.000 nhá. Bản này sẽ ở mã hàng đầu tiên. Đó là mã 101. Mã 101. Tiếp theo di chuyển sang ở mã 102. Phiên bản mã 102 thì em sẽ lên cho cả nhà mình mã 102. Trời, thật sự hôm nay có rất nhiều mẫu đẹp luôn, em không biết là lên mẫu nào. Em có khi là em sẽ lên cho cả nhà mình ở mẫu này đi, một cái mẫu size to khổng lồ đi cho các anh nam nào mà nắm tay to, bởi vì cái các lô hàng trước của em về ấy, em về cũng khá là nhiều con mẫu to và có rất nhiều các anh thích ở các cái bản sưu tầm ở các mẫu size to này. Và đặc biệt nhá, đây là mẫu Invicta nhưng bản này là bản Star War, bản giới hạn ấy. Nó mô phỏng giống như là cái bộ phim mà chiến tranh giữa các vì sao ấy mọi người. Đây là giấy tờ này, sổ này, đầy đủ nhá. Ở đây nó sẽ có cả một cái hộp ở bên ngoài này nữa này. Đó, một cái hộp ở bên ngoài. Đây, và em cho cả nhà mình xem. Trời ơi, đẹp. Nhưng mà cái chiếc này thì em chưa thay pin đâu. Thì trước khi gửi đơn cho cả nhà mình thì em sẽ thay pin đầy đủ. Bản này mới nguyên, chưa sử dụng đâu ạ. Đây này, nó còn nguyên cả các cái tem bảo vệ ở ngoài này. Đấy, thì trước khi mà gửi đơn thì em sẽ thay pin đầy đủ nha. Và chỉnh giờ luôn cho cả nhà mình. Hàng tới nơi thì mọi người cứ mở ra các anh chị kiểm tra. Sau đó là mọi người thanh toán cho bạn shipper thôi. Đấy, em sẽ chỉnh căn đúng đúng giờ luôn. Thì mọi người mở đúng khi giờ mọi người nhận hàng ấy, thì các chị mọi người sẽ ok. Cái hình ở bên trong ấy mọi người không ạ, nó có một cái hình giống như là hai cái mắt này, miệng này. Đó, giống như là kiểu chiến tranh giữa các vì sao thì có thể là sẽ có cả người ngoài hành tinh. Bởi vì em thì không có xem cái bộ phim đó, nên là nó khi mà người ta đã mô phỏng giống như là ở cái phiên bản giống như trong phim ấy, thì tất nhiên là nó sẽ có các cái chi tiết giống như trong phim. Đấy nha. Kính này rất đẹp nha, đúng không ạ? Bên trong mặt này, cọc số là cọc số nổi nha. Nó sẽ hơi nghiêng vát một chút xíu như này. Nó tiếp theo đó là cái niềng này, phay xước. Và ở đây là nó là được làm bằng các cái sợi dây cáp. Đấy, nó sẽ là các cái sợi dây cáp. Còn đây là phần viền cạnh này, núm này, dây này, chốt khóa này. Đấy nha, mặt sau này. Đây, em cho cả nhà mình xem. Đây, kết hợp với các thương hiệu của Lucasfilm nha.
đó. Lucasfilm thì họ sản xuất về cái Star Wars nhá. Đấy, đây là kết hợp với cả Lucasfilm này. Tiếp theo là Ocelot Steel thép nhá. Máy Nhật này. Bản này có mã check đó là 41282. Đây là mẫu limited edition phiên bản giới hạn. Bản này sẽ là bản thứ 148 trên 1977 chiếc. Tiếp theo một cái thông số nữa đó chính là flame fusion, kính flame fusion nha. Cái kính flame fusion này thì em cũng chia sẻ lại với cả nhà mình thôi, bởi vì nếu mà anh chị nào một người chơi về đồng hồ thì em nghĩ chắc chắn là một người đã biết các cái thông tin này rồi. Cái kính flame fusion ấy nó là một cái dòng kính độc quyền riêng cho thương hiệu Invicta, và nó là cái sự kết hợp giữa hai ưu điểm của dòng kính sapphire nguyên khối và dòng kính cứng cường lực. Tức là nó có độ chống trầy trục xước rất tốt và độ chống va đập rất là tốt. Đấy, thì nó sẽ là kết hợp giữa hai cái ưu điểm của hai dòng kính. Đây mọi người thấy là đằng trong này, đây là Genew nhá, Genew này, chính hãng này, đúng không ạ? Original nguyên bản này. Certified xác nhận đúng không ạ? Đấy, nó còn mấy cái chữ dưới này nữa, số hiệu mã gì đó em cũng không dịch được tiếng Anh, nhưng mà đây mọi người thấy tem của nó sẽ là tem đổi màu trong nha. Mẫu limited này. Rất đẹp luôn, dây nha, chốt khóa, tag mark. Mẫu này thì size to và cái này thì phải anh nam tay thật là to mới có thể đeo được nhá. Nó giống như đồng hồ phòng thân ý, size 51.4 ạ, càng của nó là 61.2. Đây mọi người thấy không? Rất to, rất là nặng luôn. Và mẫu này thì em đang để cho cả nhà mình đó là 2.850.000. À, nó còn có cả dạ quang nữa mọi người nha. Nó còn có cả dạ quang như này này. Đó, 2.850.000 nha, mã 102. Đúng là một cái phiên bản giới hạn đúng không ạ? 102. Full hộp. Bản Invicta. Và tiếp theo sang ở mã 103. 103 thì em sẽ lên cho cả nhà mình. Có khi là em sẽ lên luôn với bản T-shirt này luôn, bởi vì cái bản T-shirt này là một cái bản T-shirt mà từ trước đến giờ chưa bao giờ em đấu được cái bản T-shirt này luôn. Vì thực sự là giá của nó khá cao. Vì thứ hai nữa là đây là một cái bản mà em đấu về là mới nguyên nhá, chưa qua sử dụng mọi người ạ. Về thương hiệu T-shirt thì em chia sẻ lại thôi, vì mọi người cũng quen và mọi người cũng rất là am hiểu về cái thương hiệu này rồi. Bởi vì em biết ở đây có rất nhiều các anh chị mọi người. Thứ nhất đó là cũng là đấu hàng này, thứ hai nữa là cũng là thợ chuyên rất là chuyên nghiệp, hoặc là mọi người sưu tầm đồng hồ rất nhiều và mọi người rất am hiểu về đồng hồ. Đấy, ở bên trong này nó có sẽ có hộp nhá, hộp đầy đủ ở bên trong này. Đây là thẻ này. Đấy, đây là Zozo Town, đây là cái cửa hàng, tên cửa hàng. Đấy chưa ạ? Đấy, sẽ có sổ thẻ đầy đủ. Bản này thì trước khi mà lên video em check cho cả nhà mình thì đang có mức giá nó giao tại các store, nó đang giao động đó là tầm 14 triệu, hơn 14 triệu trở lên. Đây nha, mọi người sẽ xoáy cái núm này ra, bởi vì bản này nó là bản của C-Star. Tức là bản C-Star, tức là bản C-Star là con sao biển ý. Đấy, ngôi sao của biển. Đấy chưa? Đây thì tất cả các cái núm này nó đều là các cái núm gen hết nha, và độ chống nước của nó cực kỳ tốt. Đây là phiên bản 6 kim máy Thụy Sĩ. Vì T-Shot này là một trong 18 thương hiệu trực thuộc của tập đoàn Swatch và đạt được cái chứng chỉ Swissmade. Cái chứng chỉ này là chứng chỉ mà phải trải qua rất nhiều các kỳ kiểm định nghiêm ngặt để có thể là đạt được cái chứng chỉ này. Đó, và thương hiệu này được thành lập vào năm 1853, rất lâu đời rồi, nhưng cho đến hiện tại nó vẫn luôn là một cái thương hiệu mà gọi là gần như là top đầu luôn, đúng không ạ? Đấy nha, cái núm này này, ba cái núm này đều là ba núm gen hết nha, các chị xoáy núm ra rồi đúng không ạ? Đó, bật này. Thì khi bật ở đây, cái kim bé con nó chạy liên tục, thì cái kim này này nó là kim 1/10 của giây, nó sẽ chạy liên tục như thế, đúng không ạ? Và sau đó là nó sẽ chạy được một giây thì kim giây này nó sẽ nhích một nấc. Đó, và sau đó là cái kim này nó chạy được một vòng đúng không ạ, thì kim này nó sẽ nhích một nấc. Còn cái kim dây bé tí teo ở dưới này nó sẽ là kim dây của kim giờ và kim phút. Đấy, mọi người nhớ lưu ý cho em nha. Dòng này thì tất nhiên là nó sẽ phải sử dụng kính sapphire nguyên khối rồi, và nó giúp cho đồng hồ chống trầy trục xước rất là tốt. Bộ kim cọc số sẽ có dạ quang sáng ở trong điều kiện sáng kém. Đây là phiên bản với thiết kế niềng xoay, núm gen và đáy vặn. Mọi người nhớ là khi mọi người chỉnh xong nha, các chị lại phải xoáy lại núm cho em nhá. Đó, thì như thế nó mới đảm bảo được cái độ chống nước cho mình nhá. Đây, thì như thế nó mới đảm bảo được cái độ chống nước cho mình. Không có là nếu mà mọi người quên ý, là nó sẽ bị lọt các cái khí vào đây thì nó không thể đảm bảo được cái độ chống nước. Đấy chứ ạ, nó giống như là cái chai nước của mình vậy nha. Đấy, ba núm này là em đã khóa cả ba núm này lại rồi.
Đấy, đây là đằng sau đáy nhé, Sea Star này, độ chống nước của nó là 300m tương đương với khoảng 1.000 feet, tức là độ chống nước là 30 ATM ấy. Đấy, độ chống nước tuyệt đối đấy ạ. Đào bằng kính Sapphire này, Oceanic Steel này, đáy của nó này. Tiếp theo là TAC, các anh chị có thể check theo cái mã này, T120.417.11.091.01. Anh chị có thể chụp lại nhé. Đó, mọi người có thể chụp lại hoặc là anh chị có thể check theo mẫu. Đây, không quá thì em tiện em check luôn cho cả nhà mình luôn, thì để cho mọi người tiện theo dõi. Đây là giá mọi người tham khảo thôi, chứ em không phải là so sánh giá hay là gì. Đây ạ, mọi người tham khảo này, 14.875.000. Còn tất nhiên là ở hàng đấu giá thì bao giờ giá của nó cũng sẽ tốt hơn rồi. Đấy, vì là nó sẽ căn cứ phụ thuộc vào cái giá mà bọn em bỏ đấu. Đấy, ví dụ như em thấy giá nó hợp lý, như thế là ok thì là em đấu. Còn nếu mà giá nó cao quá thì thôi em cũng không dám đấu, em phải bỏ luôn. Đấy, thì bao giờ giá cũng sẽ tốt hơn tại các cửa hàng rất là nhiều. Đấy nhá, đây là dây chốt khóa. Còn đây là em dơ là chỉ để cho mọi người tham khảo xem là cái mức giá tại sao hiện tại nó đang là bao nhiêu thôi. Size 45 và mẫu này thì càng của nó sẽ là 51.7. Mẫu này dành cho anh nam tay vừa và hơi to một chút. Nói chung là tổng cổ tay từ 17-17.5 trở lên thì mọi người sẽ đeo ok. Và mẫu này thì em đang để cho cả nhà mình ở phiên bản này đó là 6.850.000. 6.850.000 mã 103 mới nguyên mọi người nha. Thật sự là chưa bao giờ em đấu được một cái chiếc mà Tissot Sea Star với độ chống nước cực kỳ tốt và nó còn mới nguyên như thế này, lại có full hộp sổ sách đầy đủ. Di chuyển sang ở mã 104, phiên bản 104 thì em tiếp tục sẽ lên cho cả nhà mình một cái bản cơ. Bản này thì em cũng khẳng định với cả nhà mình luôn, đó là một cái bản cực kỳ đẹp và rất là hiếm hàng. Đây là mẫu của Jimbo Blade. Đó, bản này là sử dụng đó là bộ máy cơ của Nhật, đúng không ạ? Stainless steel. Đây là cái serial number, số series của nó này, độ chống nước là 50 ATM nhá. Bên trong bộ máy sẽ có chuyện logo tên thương hiệu của Jimbo Blade. Đây là phần viền cạnh, đây là mặt kính. Đó, rất đẹp, kính được phủ thêm cả một lớp AR chống chói ở vị trí phía bên trên. Đây là mẫu automatic và sẽ có cả trợ có tay đi kèm. Phải nói thật sự rất rất đẹp luôn. Mọi người đúng không ạ? Nó có một cái thiết kế đó là cái mặt nó độc lạ ấy. Bởi vì cái bộ máy Nhật thì mọi người cũng gặp rất là nhiều rồi, nhưng mà ở đây là cái thiết kế và cái mặt nó rất là độc lạ. Nó có lịch nha, lịch ở vị trí góc 3 giờ này. Đây em sẽ cho cả nhà mình xem nha. Ở đây này. Đây thì cái kim mà có hình mũi tên ấy nó sẽ là kim giờ. Còn cái kim mà nó có cái vạch này này, nó sẽ là kim phút. Mọi người đúng không ạ? Đấy, nó sẽ là kim giờ và kim phút. Rất đẹp, rất lạ. Còn ở đây nó có giống như là các cái hình. Cái hình này thì em thấy nó giống cái hình bàn chân ấy. Hình bàn chân nó sẽ đi. Đấy, nó kiểu dạng như vậy. Hoặc là đang nhảy múa. Còn có thể mọi người liên tưởng đến các cái hình trong trong cối xay gió cũng được. Đấy, nhưng mà nói chung là nhìn trong nó sẽ rất là đẹp, rất là lạ, đúng không ạ? Kiểu dạng như là kim dây đĩa ấy. Đây là viền nhá, cạnh này, dây này. Và đây khóa này, nguyên zin. Mọi người thấy cái bộ dây chưa? Đây là dây khâu tay nhá. Và nó có hai cái đường chỉ khâu tay luôn. Đấy, nó sẽ có hai cái đường chỉ khâu tay Zinvo, nguyên zin và rất là mới. Bản này thì size 44 và càng của mẫu này là 50. Mẫu này dành đến cho các anh nam tay vừa và hơi to một chút xíu là mọi người sẽ có thể là đeo ok. Và với phiên bản này thì em đang để cho cả nhà mình là 4.350.000. Mọi người để đeo, để sưu tầm cũng sẽ rất xứng đáng để nằm trong bộ sưu tầm của mọi người. Vì cái mẫu này từ năm ngoái cho đến tận năm nay, đến gần cuối năm nay rồi em mới thấy và em mới có thể đấu được về cho cả nhà mình luôn ấy. Đấy là ở mã 104 ạ. Tiếp theo sang ở mã 105. 105 thì em lên cho cả nhà mình đó là một cái mẫu của Zeppelin. Đây là một cái mẫu của Zeppelin nha. Cái mẫu Zeppelin này nó rất là đẹp. Đấy, đây là nó sẽ có, đây là cái dòng Grab. Em đọc cảm giác rất là giống với cả của Grab. Dạ vâng, nhé, em không biết đọc đâu nên mọi người sự thông cảm. Zeppelin này. Đấy, made in Germany, đúng không ạ? All stainless steel nha. Đây là phiên bản black line. Đấy, đây là cái đường chỉ đen. Nó sẽ là cái dòng đặc biệt hơn so với là cái dòng mà mỗi khi mà em hay lên cho cả nhà mình với các mẫu của Zeppelin ấy. Độ chống nước của nó sẽ là 10 ATM nha. Mẫu này thì mới nguyên và chưa qua sử dụng. Mọi người có thể check theo mã đó là Zeppelin này, 7282-2 là nó sẽ ra. Đây là mẫu pin. Mẫu pin này là mẫu pin 6 kim và chạy chức năng chronograph nha, chức năng bấm giờ thể thao này. Kính nó sẽ hơi cong vòng một chút xíu và nó rất là trong, rất là đẹp. Bên trong thì sẽ có dạng quang ở kim giờ, kim phút và đầu kim dây.
Bạn này mới nguyên niềng ta si mét tơ của mặt đẹp thế. Nó đã còn có các cái đường chỉ đỏ ở bên trong này nữa. Lịch ở vị trí góc 4 giờ nhé. Đây mọi người thấy cái dây này. Đấy, nếu như mà thoạt nhìn ý, mọi người sẽ nghĩ là cái dây này nó cũ, nó bị sờn. Nhưng không phải nha, đây là cái đường vân dây của họ nhé mọi người nhá. Mọi người thấy cái đường chỉ này, đây là đường chỉ khâu tay này. Còn đây là cái đường vân. Đấy, vân của dây. Em không biết là họ làm bằng cái chất liệu gì nhưng mà chất liệu da gì ấy, nhưng mà nó có cái đường vân này này, rất là đẹp ý. Đấy, nó mang một cái nét rất là vintage nha. Đây, mọi người nhìn thấy cái đường chỉ này, đẹp chưa? Đây đằng sau nha. Đó. Đây nó có tên, đây này nó có tên đây này mọi người này. Đấy, bộ dây Hermes nha, nó có tên của nó đấy, cái này phải check cơ. Phải Google dịch cơ thì là chắc là ra. Thì nó sẽ mình sẽ biết được là cái dây của nó là dây gì. Zeppelin này, 78.750 yên. Sale sẽ có 75 yên, tức là nó rơi vào tổng khoảng độ 15 triệu, gần 15 triệu ở cái bàn này. Đó. Size mặt ở mẫu này là size 40.3 nhá, và càng của mẫu này là 46. Hộp của nó đẹp cơ. Hộp của nó rất đẹp. Đây và em mình cũng ứng thử lên tay cho cả những bàn này đẹp thế. Đây mọi người đeo tay này. Trời ơi, một cái phiên bản rất xuất sắc. Mẫu này em đang để cho cả nhà mình đó là 3.650.000. 3.650.000 nhá. Mẫu này sẽ ở mã 105. 3650 mã 105. Tiếp theo sang ở mã 106. Phiên bản 106 thì em lên cho cả nhà mình bản này đi, bản này bản của Carnival đi. Em lên cho cả nhà mình bản của Carnival nhá. Bản Carnival này thì đây là một cái thương hiệu mà bên em đang làm đại lý phân phối, tức là đại lý ủy quyền của hãng. Và có cửa hàng ở tại 322 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. Đấy thì nếu mà mọi người có thời gian rảnh thì các anh chị có thể ghé trực tiếp qua cửa hàng để có thể lên tay những mẫu mà mọi người ưng ý nhất. Còn nếu mà mọi người ở xa thì bên em vẫn sẽ có ship code toàn quốc, thì cho nên mọi người hoàn toàn yên tâm. Đấy, đây là cái phiên bản linh vật hổ. Thì linh vật hổ ấy thì nó cũng thuộc vào trong một trong 12 con giáp. Đó chính là đại diện cho tuổi Dần. Đúng không ạ? Đây là mẫu automatic nha. Mẫu này thì em có về là full hộp này, có giấy tờ của nó sẽ ở vị trí bên trong. Đấy. Và đây, như mọi người có thể thấy là mẫu hổ này rất đẹp nhá. Nó giống như là một cái bức tranh ấy, một cái tác phẩm nghệ thuật, chứ nó không chỉ đơn giản là một cái chiếc đồng hồ để mà mình xem giờ nữa. Vì đây người ta làm sẽ làm nổi này. Các đường vân này nó sẽ nổi lên ở vị trí phía bên trên này. Đó, đang từng bước di chuyển đúng không ạ? Với tuổi hổ ấy thì đại diện cho đó là chú tể sơn lâm, cái sự nam tính mạnh mẽ của người đàn ông. Đấy mọi người có thể nhìn nha. Đấy, kim này. Dòng này thì sử dụng đó là dòng kính sapphire nguyên khối. Dòng kính sapphire nguyên khối thì cho nên là nó sẽ giúp cho cái đồng hồ này có cái độ chống chảy chống xước rất là tốt. Mặt rất đẹp nha, viền vỏ này, núm này. Đây là mặt sau, sử dụng dòng máy NH35A của Seiko, 24 chân kính, all stainless steel nhá. Mã của bản này đó là 515G. Đây là bộ dây da này, chốt khóa này, nguyên zin. Đấy. Thì ở đây tag mark này, certificate này, kính sapphire đầy đủ đúng không ạ? Mẫu này có size mặt là 41 và càng của phiên bản này là 50.3. Dây da nâu, màu nâu tây nha. Và khóa là khóa bấm thông minh. Đấy, và như cổ tay của em đeo lên tay này, rất đẹp. Mẫu này mọi người đeo lên tay, đeo đi làm, đeo đi chơi đều được hết. Và đặc biệt là bác nào mà tuổi dần ý, thì nó có một sự rất là trùng hợp. Còn tất nhiên là không phải bạn em bảo là cứ phải tuổi thìn thì mới có thể là tuổi dần mới có thể là đeo được cái phiên bản này, đúng không ạ? Mà gọi là cái sự trùng hợp thôi. Còn bởi vì bản này nó là bản hổ, nó mang một cái nét nam tính mạnh mẽ thì ai cũng có thể đeo được phiên bản này. Đấy, và với cái thương hiệu Carnival này có thể gọi là nó gần như là đầy đủ hết các cái mẫu hình linh vật luôn ấy, có 7 hay là 8 mẫu hình linh vật gì đó. Đấy, thì thôi mẫu này thì em cũng để luôn cho cả nhà mình ở phiên bản này đó là 3.250.000. 3.250.000 nhá. Mẫu này sẽ ở mã 106. Đấy, mọi người cứ mà có kiểu như là sở thích sưu tầm về các cái mẫu hình linh vật ấy thì em nghĩ là Carnival này nó rất là xứng đáng, vì nó có rồng này, hổ này, ngựa này, dê này, rồi là gà này, có nhiều lắm, rất là nhiều mẫu. Tiếp theo sang ở mã 107 nhá. 107 thì em sẽ lên cho cả nhà mình ở phiên bản này đi. Đây là phiên bản quân đội của Nhật. Cái bản quân đội của Nhật này thì bản này rất là mới. Trời ơi, thực sự rất rất mới luôn. Nhưng mà em cũng hơi tiếc là chiếc này nó không về hộp. Có thể gọi như là chiếc này có thể gọi là như chưa qua sử dụng luôn ý. Ui, bản này nó lại còn là một cái bản
Limited à? Bản limited nha mọi người nha, đây là phiên bản giới hạn đấy ạ. Trời ơi rất đẹp. Đây nha, cái thương hiệu này thì mọi người cũng rất là quen thuộc rồi. Bản này là phiên bản 6 kim solar pin năng lượng mặt trời nhá. Made in Japan, phiên bản nội địa. Tức là cái thương hiệu Kentech này họ sẽ chuyên sản xuất ra các mẫu đồng hồ dành riêng cho ngành quân đội của Nhật. Đấy, vì thế cho nên là không chỉ về mẫu mã, đúng không ạ? Rồi là đến cả các cái phần thép hay là tất là các cái chi tiết ấy, bao giờ họ cũng sẽ phải có cái sự chỉn chu hơn rất là nhiều. Tức là nói chung là về cái độ bền của nó rất là cao. Đấy, đây nha, bộ kim cọc số sẽ có dạng quang. Mẫu này là phiên bản của ngành không quân. Của ngành không quân, ở bên trong nó cũng có rất là nhiều mô phỏng giống như các cái chi tiết ở trên máy bay ấy. Đấy, cái này thì nó là mô phỏng các cái chỉ số thôi. Thấy chưa? Đây là viền này, cạnh này. Mẫu này là 6 kim nhá. Và bản này là 6 kim, chạy chức năng chrono. Đấy, mới nha, viền này, dây này, chốt khóa này, mọi người thấy không? Đây đằng sau, bản này là tổng cộng là 1960 chiếc. Bản này là bản thứ 347 trên 1960 mấy chiếc đấy. Còn cái này là các cái đằng sau ấy, đây là các cái thông số ở trên máy bay thôi. Giờ vâng, còn kiểu dạng như là người ta mô phỏng là cái gọi là cái gì nhỉ? Còn ý là nó có các cái chi tiết ở máy bay. Đó, đây nha. Ví dụ như là 1 gallon thì bằng bao nhiêu này, tính theo đơn vị của Mỹ này đúng không ạ, hay là gì đó này. Rồi là bao nhiêu km này, 1 mile này bằng bao nhiêu km này đúng không ạ, thì có hết đầy đủ này. Đặc biệt là phiên bản này là phiên bản solar, phiên bản pin năng lượng mặt trời, phiên bản nội địa, độ chống nước là 10 ATM nha. Đây, nói chung là đẹp và rất là mới luôn. Mẫu này thì sẽ có size bản là size 42.7 và càng của mẫu này là 51. Bản này dành đến cho anh nam tay vừa và hơi to một chút xíu, một phiên bản quân đội của Nhật rất rất mới. Mẫu này là 3.500.000, 3.500.000 mã 107. Tiếp theo sang ở mã 108 nha. Phiên bản 108 thì em sẽ lên cho cả nhà mình, đó là mẫu này. Mẫu này là mẫu của nữ. Rất nhiều anh nam có hỏi em ở mẫu nữ để có thể tặng cho người thân yêu của mình. Và hôm nay thì em có về, đó chính là một cái bản của GC. Thương hiệu GC đó là thương hiệu của Thụy. Thì mẫu này là em sang sale nha, sang sale này. Đó, em mua sang sale từ hôm 1 tháng 8 ấy. Mà đến tận hôm nay là phải đến nửa tháng mới về đấy. Đấy, đây nó sẽ có mã số hiệu đầy đủ này. Cái này là cái giấy tờ của cửa hàng. Ở đây là sẽ có thẻ này và có cái sổ của nó đi kèm đầy đủ nhá. Cái này thì có khi là lúc mà em gửi đơn thì em sẽ để ở trong này cho cả nhà mình luôn. Đấy, để ở trong cái hộp cái ngăn này cho cả nhà mình ấy. Được chưa? Thì nhá, thì mọi người cứ mở cái này ra thì sẽ có đầy đủ sổ thẻ ở bên trong. Đây là một cái phiên bản mà rất đẹp. Vì là em săn sale nên là nó còn mới nguyên, nó chưa có sử dụng đâu. Đây này mọi người này, nó lên tiếp đỉa nhá. Đấy chưa? Tức là cái lớp mạ vàng của nó rất là dày. Đấy, nó sẽ lên tiếp đỉa. Và cái này thì lau đi là sạch thôi. Đấy, thì em sẽ lau qua ở cái phần viền này. Còn nếu mà về mà bên trong của nó cũng lên cái màu tiếp đỉa thì các anh chị có thể là về lau lại cho em ở phía bên trong, bởi vì em không muốn bóc hồi siêu. Đấy, mọi người đúng không ạ? Đấy, lau kỹ ở các cái viền cạnh này nữa. Vì là các cái bản mà mạ vàng dày ấy, nó sẽ lên tiếp đỉa, nó giống như là ở trong các cái bản mà bản cổ ngày xưa mà 10k, 14k ấy mọi người. Đây ạ, viền này. Đẹp không ạ? Sweet nha, máy Thụy. 3 kim. Mặt bên trong này, khảm xà cừ này. Đó mọi người thấy không? Em nghiêng ở các góc cạnh nha, mỗi góc nó sẽ lại có một cái ánh khảm riêng. Nó rất là hay. Đây là núm này. Dây này. Bản này thì nó sẽ là vừa là một cái đoạn dây lụa nhá, nó lại vừa mix một cái đoạn đó là một đoạn dây thép. Đó, đúng không ạ? Đây, cái này lau đi nhá. Đem cho cả nhà mình xem nhá. Đây mọi người thấy cái màu của nó hơi như vậy đúng không ạ? Hơi kiểu vàng vàng đậm đậm. Đấy, nhưng mà khi em lau đi này. Đấy, nó rất là sáng, rất là đẹp luôn. Đây là dây chốt khóa. Đây là mã này. Độ chống nước của nó sẽ là 50 ATM. Đấy, tag mark đầy đủ. Mẫu này rất là xinh luôn, các chị tháo hết siêu ra. Size 32 nhá. Càng của mẫu này là 39.4. Đấy, trời ơi đẹp lắm. Đây mọi người này. Đấy, kể cả như là tay 16.5 như tay em cũng đeo được nha. Nên là cái mẫu này là 16.5 trở xuống là mọi người đều có thể đeo ok hết. Và nhìn trông rất là đẹp, rất là sang luôn. Mặt khảm nha, mặt khảm.
đấy, không cần phải xa hoa cầu kỳ gì nhiều, nhưng mà đeo lên tay cực kỳ đẹp mà nó sáng ra tay của mình ấy. Mẫu này mọi người có thể mang đi tặng này, đúng không ạ, để đeo cũng sẽ rất là ok. Máy Thụy Sĩ, mẫu này là 2.650.000, 2.650.000 mới nguyên, chưa qua sử dụng, full hộp giấy tờ sổ sách đầy đủ nha, 2.650.000. Bàn này thì sẽ ở mã 108. Tiếp theo sang ở mã 109. Mã 109 thì có lẽ em sẽ lên cho cả nhà mình hiểu mẫu này đi. Mẫu này là một cột Techknot. Là một cái mẫu cột Techknot. Rất đẹp nha. Nó có sẽ có hộp sổ sách đầy đủ ở bên trong đấy, bởi vì bàn này em đấu mới nguyên zin, chưa qua sử dụng đâu. Cái form của nó đẹp ấy. Nếu như mà mọi người mà xem đến các cái mẫu của Salvatore Ferragamo, đúng không ạ, dòng S80, thì mọi người sẽ thấy là bàn này nó rất là giống với cả Salvatore Ferragamo S80. Bàn này 6 kim, chạy chức năng chronograph, mặt bên trong màu nâu cà phê này. Đấy, cọc số này nó sẽ hơi nghiêng một chút xíu nha. Bộ kim cọc số sẽ có dạ quang sáng ở trong điều kiện sáng kém này. Phay xước, rất đẹp. Đây là núm. Cái này nó cũng đang lên kiểu tiết điện. Đấy, cũng lau đi là sẽ sạch nha. Lau phải lau kỹ một chút xíu. Đấy, thì trước khi mà gửi đơn thì em sẽ lau kỹ cẩn thận lại cho cả nhà mình. Núm này, mặt trước này, mặt sau, độ chống nước của nó sẽ là 10 TM nhé. Mã của nó là T8B84, 55.000 yên. Đấy chứ ạ, thường các cái dòng khác là nó rơi tổng chỉ 38.500 yên thôi, nhưng ở mẫu này nó là 55.000 yên, tức là nó tương đương với khoảng độ hơn chục triệu ở phiên bản này. Size mặt ở phiên bản này là size 43.5, càng của mẫu này là 49.8. Đấy, và dành đến là cho anh nam tay vừa và hơi to một chút xíu, mọi người đeo lên tay sẽ rất là đẹp, rất là ok luôn. Đó, trời ơi, nó đẹp lắm luôn ấy mọi người. 6 kim này, dây silicone này, chốt khóa này. Bàn này thì em đang để cho cả nhà mình ở mẫu này, đó là 2.350.000, 2.350.000 nhá, mã 109, 2.350 mã 109. Đó, rất đẹp, rất là mới. Mà dây silicone độ đàn hồi tốt, ôm tay và nó không bị mùi giống như dây da, và chủ yếu là cái form của nó đẹp ấy. Sang ở mã 110, và có lẽ cũng là sẽ là mã hàng cuối cùng ở trong video ngày hôm nay. Để hôm khác thì em sẽ lại tiếp tục sẽ gửi đến cho cả nhà mình, bởi vì thời lượng video thì nó cũng khá là dài rồi. Mẫu này mới nguyên, chưa qua sử dụng này. Đây là Skagen, thương hiệu đến từ Đan Mạch. Bàn này thì cũng đang hết pin và em cũng chưa thay pin mọi người ạ. Skagen thì họ nổi tiếng là các cái thiết kế nó rất là mỏng. Rất là mỏng, nó có hai ô cửa sổ lịch nha, mặt bên trong màu xanh này, vẫn còn nguyên một cái siêu này. Cũng chỉ hơi tiếc là cái chiếc này thì nó không về hộp đâu, nó chỉ về nguyên đồng hồ thôi. Size 40, càng là 43.5 và đem cho cả nhà mình xem. 7.0, rất mỏng nha. Đấy, mặt trước này, mặt sau này. Đây là bộ sưu tập của nó này, độ chống nước này. Đấy, mã của nó là SKW6503. Đấy, dây nhá. Bản này thì mới nguyên, chưa sử dụng. Dây lụa, ôi bản này đẹp lắm luôn ý. Đây mọi người, trời ơi, đeo lên tay rất sáng tay. Mẫu này em đang để cho cả nhà mình đã là 1.800.000, mã 110. Đó, và cũng là mã hàng cuối cùng ở trong video ngày hôm nay nhá. Thì em cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều đã dành thời gian để theo dõi hết video của em. Và mọi người yêu thích cả mã sản phẩm nào thì các anh chị có thể liên hệ đặt hàng theo số hotline và cũng là số Zalo, đó là số 0858585 2, hoặc có thể để dưới phần comment bình luận nhé. Và đừng quên cho em xin các lượt thả like cũng như là các lượt follow kênh. Dạ vâng, thì hẹn cả nhà mình thì ở video sau thì tiếp tục em sẽ lại lên các cái mẫu khui hàng cho cả nhà mình. Đấy, thì mọi người cứ bấm theo dõi kênh. Dạ vâng, em xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình ạ.